Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sức khỏe và đời sống, những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Báo động tình trạng nhiều người trẻ bị suy thận. Gia tăng các bệnh truyền nhiễm vào mùa hè. Phòng ngừa các bệnh lý về răng hàm mặt. Khoa thận lọc máu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân trẻ, trong đó có những người dưới 30 tuổi được phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối. Theo các bác sĩ, bệnh nhân trẻ mắc suy thận chủ yếu do bệnh lý bẩm sinh, bệnh lý tiềm ẩn, âm thầm gây tổn thương thận hay bệnh lý di truyền. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, ghi nhận nhiều người trẻ suy thận cấp do sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, tự uống thuốc điều trị thời gian dài, dinh dưỡng không hợp lý. Ngoài ra, lối sống công nghiệp hóa, ít vận động, stress, áp lực cũng là nguyên nhân khiến người trẻ có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn. Để hạn chế tình trạng suy thận, các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên tập thể dục và rèn luyện sức khỏe thường xuyên, tránh thừa cân hoặc béo phì, kiểm soát đường huyết tốt nếu bị đái tháo đường. Theo dõi huyết áp thường xuyên, không tự ý sử dụng các thuốc kéo dài mà không có ý kiến của thầy thuốc, thuốc kháng viêm, giảm đau, kháng sinh, thực phẩm chức năng. Kiểm tra chức năng thận thường xuyên ở những người nếu có một trong các yếu tố nguy cơ như bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì trong gia đình có người mắc bệnh thận. Từ đầu tháng 4, một số dịch bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ đã xuất hiện và tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái như sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết, ho gà, thủy đậu. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 3 tháng đầu năm 2024, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sởi, ho gà tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số mắc tay chân miệng vượt 10.000 ca, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2023. Cả nước cũng ghi nhận hơn 130 ca mắc bệnh sởi, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các bác sĩ khuyên cáo đây là cao điểm một số dịch bệnh phụ huynh cần chú ý phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ. Ngoài việc chăm sóc và cho trẻ uống thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, cha mẹ cũng cần theo dõi sát diễn biến bệnh của trẻ để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Say nắng, say nóng thường hay xảy ra vào mùa hè, đặc biệt trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ tăng cao đột ngột. Người bị say nắng không chỉ bị mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, mà còn có khả năng dẫn đến đột quỵ. Nếu không xử trí kịp thời, có thể dẫn tới di chứng thần kinh không hồi phục hoặc tổn thương đa cơ quan và tử vong. Khi nhận thấy một người có dấu hiệu bị say nắng, nên đưa bệnh nhân vào chỗ mát, thoáng khí, chỗ bóng râm, lên xe mát hay nhà mát, đồng thời gọi hỗ trợ, đặc biệt gọi cấp cứu hỗ trợ. Khai thông đường thở hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực nếu người bệnh hôn mê, không bắt được mạch. Áp dụng ngay lập tức các biện pháp làm mát để hạ nhiệt cơ thể. Đo nhiệt độ cơ thể nếu có nhiệt kế. Cởi bỏ bớt quần áo hoặc áp nước ấm lên người bệnh, sau đó dùng quạt để tăng quá trình bốc hơi. Bệnh nhân nên nằm nghiêng hoặc được đỡ ở tư thế tay chống gối để bề mặt da có thể hứng được nhiều gió càng tốt. Đắp khăn lạnh hoặc áp gói nước đá vào nách, bẹn, cổ. Cho uống nhiều nước hoặc dung dịch điện giải nếu bệnh nhân tỉnh táo có thể uống được. Chuyển bệnh nhân bằng xe điều hòa hoặc phải mở cửa sổ. Trong quá trình vận chuyển, tiếp tục làm mát nhiệt độ bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, có khoảng 90% số dân Việt Nam mắc các bệnh lý về răng hàm mặt, không chỉ khiến người bệnh mất tự tin do ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mà còn gây ra nhiều triệu chứng đau đớn, khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Do đó, việc chủ động thăm khám và điều trị sớm sẽ phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh lý về răng miệng. Một số bệnh về răng miệng thường gặp như sâu răng, viêm nhai chù, viêm tủy răng, hoại tử tủy răng, vôi hóa tuyến nước bọt, mòn răng, viêm nướu, đau quai hàm, nhiễm khuẩn, virus, nấm, ung thư vùng miệng. Những bệnh lý này không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng mà còn đối với sức khỏe tổng thể, gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày và không tự tin khi giao tiếp. Dạo gần đây thì răng của tôi bị đau vào ban đêm, ê buốt khi ăn uống, thì tôi cảm thấy là nó khá là bất tiện trong cái sinh hoạt hàng ngày cũng như là trong chế độ ăn uống của tôi. Thế nên là tôi đến đây để thăm khám và làm theo hướng dẫn của bác sĩ để có thêm một hàm răng chắc khỏe. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý răng hàm mặt. Có thể kể đến như là chăm sóc răng miệng không đúng cách, vệ sinh răng miệng không đúng cách, chế độ ăn uống không hợp lý, uống nhiều đồ có đường, uống nhiều đồ có ga. Ngoài ra còn một số cái nguyên nhân khách quan như là tai nạn, chấn thương. Tất cả những nguyên nhân này đều dẫn đến các bệnh lý răng hàm mặt nghiêm trọng. Đấy, mọi người khi mà gặp những vấn đề này cần phải đến khám và điều trị kịp thời.
Theo các bác sĩ, triệu chứng của các bệnh lý về răng hàm mặt bao gồm đau răng, sưng nướu, chảy máu nướu, nhức mỏi cơ hàm, hở hàm, khó khăn khi nhai, ê buốt khi ăn uống đồ nóng hoặc lạnh. Những bệnh lý về răng hàm mặt nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng như gây viêm tủy, viêm quanh cuống răng, có thể làm mất răng và tiêu xương. Ngoài ra, sức khỏe răng miệng kém là một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác như bệnh tiểu đường, bệnh tim, loãng xương, bệnh hô hấp, ung thư. Hiện nay có rất nhiều những cái phương pháp điều trị các bệnh lý phổ biến về răng hàm mặt, ví dụ như là niềng răng, bọc răng sứ, điều trị tủy, nhổ răng khôn. Chúng tôi đang cập nhật rất nhiều những phương pháp điều trị nha khoa mới, ví dụ như là niềng răng 3D trong suốt, nhổ răng khôn không đau có sự hỗ trợ của máy piezotome, hoặc như là trồng răng implant giảm sưng đau tối thiểu nhất cho bệnh nhân. Với những phương pháp điều trị mới này sẽ giúp cho bệnh nhân càng thêm yên tâm điều trị hơn. Bệnh về răng miệng dù nặng hay nhẹ cũng ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe của người bệnh. Do đó, mỗi người cần chuẩn bị những kiến thức cơ bản trong chăm sóc và vệ sinh răng miệng để phòng tránh như hạn chế ăn những đồ ăn quá nóng hoặc quá lạnh. Kiểm soát những thói quen xấu tác động đến răng miệng như hút thuốc lá, uống nhiều nước ngọt, uống cà phê. Người bệnh cũng cần vệ sinh răng miệng sạch sẽ hàng ngày, súc miệng bằng dung dịch vệ sinh chuyên biệt dành cho răng miệng và khám răng đều đặn để sớm phát hiện những bất thường của răng để điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, viêm tủy răng là bệnh lý răng miệng nguy hiểm, không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng mà còn ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe tổng thể. Bệnh viêm tủy răng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm. Để có thể hiểu rõ hơn về bệnh lý này, ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Trịnh Mai Trang, phòng khám nha khoa Việt Plus. Xin bác sĩ có thể cho biết những triệu chứng của bệnh viêm tủy răng là như thế nào? Viêm tủy răng thì được chia thành viêm tủy răng cấp tính và viêm tủy răng mãn tính. Viêm tủy răng cấp tính là những cơn đau nhức kéo dài có thể là từ 15 đến 20 phút, thường sẽ xảy ra vào ban đêm nhiều hơn, đặc biệt là ở tư thế nằm. Các cơn đau này thì có thể là tại vị trí răng đau hoặc lan lên đầu, lên đến nửa đầu, khiến cho bệnh nhân có thể là không ngủ được. Ngoài ra thì sau đó, sau các cơn đau cấp tính, sẽ có một thời gian không còn thấy đau nữa, nhưng sau đó sẽ có các cơn đau mãn tính. Các cơn đau mãn tính này xảy ra thường là khi có kích thích, khi mà thức ăn bị rơi vào lỗ sâu hoặc là các kích thích nóng lạnh. Vị trí đau có thể khu trú hoặc lan tỏa, cũng có thể đau thành cơn hoặc đau liên tục. Theo bác sĩ thì những nguyên nhân nào gây nên bệnh viêm tủy răng ạ? Nguyên nhân chính để gây nên viêm tủy răng là nguyên nhân do vi khuẩn. Cái này thì thường xuất phát từ do các thói quen ăn uống dễ bị sâu răng hoặc là vệ sinh răng miệng không được tốt gây ra các mảng bám, gây ra các tình trạng viêm răng và viêm quanh răng. Ngoài ra thì cũng có thể là các nguyên nhân do xuất phát từ chấn thương hoặc là các thói quen như là nghiến răng hoặc là uống đồ uống quá nóng lạnh cùng một lúc. Bệnh viêm tủy răng nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ để lại những cái hậu quả hay là những cái biến chứng như thế nào? Và hiện nay thì có những cái phương pháp điều trị bệnh viêm tủy răng ra sao thưa bác sĩ? Bệnh viêm tủy răng thì sẽ gây ra xung huyết tủy, sau đó thì có thể dẫn tới là hoại tử tủy, rồi cũng có thể gây tới các cái áp xe vùng chóp răng, gây nên viêm quanh cuống răng, làm cho tiêu răng, tiêu xương quanh răng. Điều đấy thì có thể dẫn tới mất răng hoặc là làm cho các răng xung quanh cũng bị lung lay. Hiện tại thì biện pháp tốt nhất cho các điều trị viêm tủy răng chính là phương pháp điều trị tủy. Với phương pháp này thì các bác sĩ sẽ tiến hành loại bỏ hết các cái vi khuẩn gây viêm tủy răng. Dần dần thì bệnh nhân sẽ hết được các cơn đau. Bác sĩ có thể đưa ra một số lời khuyên để có thể phòng ngừa bệnh viêm tủy răng? Như các nguyên nhân đã nói ấy, thì là do chế độ ăn uống và chế độ vệ sinh. Cho nên là để đề phòng viêm tủy răng thì chúng ta chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống và vệ sinh răng miệng. Có thể nhớ đến đi khám định kỳ 6 tháng một lần kết hợp với vệ sinh chuyên nghiệp tại phòng khám. Ngoài ra thì cũng nên chú ý đến các cái vấn đề như là không ăn thức ăn quá nóng lạnh, tránh các đồ uống có ga, và nếu như mình có thói quen nghiến răng thì có thể tham khảo bác sĩ để làm các máng chống nghiến. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin rất bổ ích của bác sĩ Trịnh Mai Trang, phòng khám nha khoa Việt Plus đã mang tới chương trình ngày hôm nay. Chuyên mục Sức khỏe và đời sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.